Thế nhưng mà ở đây em có một cái vấn đề là gì? Là liên quan đến cái việc là ba trường y. Thế thì ba trường y đấy thì nếu mà mình chọn thì mình làm sao để mình phân em thưa thầy, đề cương của em đang dùng EndNote lưu tài liệu tham khảo. Giờ em muốn chuyển qua Zotero. Em đã copy tập tài liệu qua Zotero rồi, nhưng khi em thêm tài liệu thì tài liệu tham khảo trên bản Word của em không nhảy tự động. Em phải làm thế nào? Thực ra như này này, câu hỏi này thì rất là dễ trả lời, bởi vì là Zotero và EndNote nó là hai cái thứ, hai cái phần mềm khác nhau. Thế thì cho dù em chuyển từ cái nọ sang cái kia, thì em có thể chuyển toàn bộ thư viện của mình từ EndNote sang Zotero, hoặc là từ Zotero sang EndNote, mình chuyển sang cái dạng file cái đuôi là XML ấy. Cái dạng này này. Dạng XML này. Đấy. Nó có cái phần nó gọi là export. Thế mình export thôi. Thế thì các bạn hỏi là làm nào để có cái kỹ thuật này? Tôi đã có cái video rồi đấy. Có mấy cái video tôi hướng dẫn rồi đấy. Là chuyển file từ EndNote sang Zotero, từ Zotero sang EndNote. Này, các bạn có thể vào đây nhé. Các bạn đánh chữ là chuyển thư viện Zotero EndNote chẳng hạn. Ở đây các bạn đang cần là EndNote Zotero đúng không? EndNote Zotero Vũ Duy Kiên nhé. Đấy. Các bạn thấy không? EndNote Zotero này. Zotero EndNote thì tôi đã hướng dẫn rồi. Thế thì cái quy tắc của mình, cái nguyên tắc để mình có thể làm được cái việc này, đó là tất cả các cái phần mềm quản lý trích dẫn này này thì nó đều dựa trên một cái nền tảng chung, tức là nền tảng số ở đằng sau đấy. Thế thì mình cần phải xuất cái thư viện của mình ra cái dạng số tương ứng. Thế thì khi mình xuất ra thì tất cả các cái phần mềm quản lý trích dẫn này nó đều đọc được của nhau. Thế thì khi nó đọc thì nó chỉ có mỗi cái tác dụng là gì? Là nó tạo ra cho mình một cái thư viện ở trên cái phần mềm mới thôi. Thế còn cái việc mà mình tiếp tục mình trích dẫn vào ấy thì nó không nhận đâu, thì chúng ta lại phải trích dẫn lại từ đầu thôi. Nó chả có cách nào khác cả. Chúng ta phải mày phải gọi là tỉ mỉ mình làm đấy, làm nhà nghiên cứu thì cứ phải tỉ mỉ li ti từng thứ một. Đấy, bạn nào mà học mấy cái lớp mà phân tích số liệu rồi thì nghiên cứu của tôi thì những cái tỉ mỉ như vậy thì tôi đều hướng dẫn các bạn là các bạn phải phải theo thôi, chả có cách nào khác. Đúng không? Tôi định hướng cho các bạn. Đấy, cái buổi vừa rồi học cái lớp mà phân tích số liệu đấy, thậm chí tôi yêu cầu là phải từ dấu chấm, dấu phẩy, viết hoa, viết thường, mình phải viết nó đầy đủ, đúng không? Câu chữ đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy, không có cách nào khác. Thế nhá, Huyền nhá, rõ chưa nhỉ? Thầy ơi, nghiên cứu về kiến thức, thái độ và hành vi của sinh viên ba trường y mà chọn P cao nhất là 0,5 thì N bằng 385 thì có mang tính đại diện không ạ? À? Thực ra là cái tư duy về đại diện ấy thì em sẽ cần phải đảm bảo hai cái yêu cầu. Thì tôi dạy đi dạy lại rất là nhiều rồi đấy. Em có thể xem một số các cái video ở trên cái kênh của tôi ấy. Thì tôi dạy rất nhiều mà nó có liên quan đến hai quả trứng đấy. Thế thì nguyên tắc đại diện là gì? Mình sẽ cần phải đảm bảo hai thứ. Thứ nhất là mình là cái cỡ mẫu đủ lớn. Được chưa? Thứ nhất là cỡ mẫu đủ lớn. Cái thứ hai là liên quan đến cái việc là chọn mẫu ngẫu nhiên. Tức là mình đảm bảo là gì? Là từng cái cá thể ở trong cái quần thể đấy có cơ hội là như nhau được lựa chọn vào mẫu. Thế thì mình đảm bảo hai cái điều đấy. Thì lúc đấy chúng ta mới có thể đảm bảo được tính đại diện. Thế còn ở đây trong trường hợp này em hỏi này, thì lấy P cao nhất là 0,5. Thế thì cái công thức này của em là gì? Là mình sử dụng là cái ước tính một tỷ lệ. Và đối với một tỷ lệ thì là nếu mà em chọn P bằng 0,5 thì là 50% đấy. Thì mình sẽ ra được cái cỡ mẫu lớn nhất. Thế thì nó đảm bảo cái cỡ mẫu lớn nhất rồi. Thì ok rồi. Thế còn cái thứ hai là liên quan đến cái việc là ngẫu nhiên. Thế thì em cần phải đảm bảo thêm cái ngẫu nhiên nữa thì nó sẽ ok về mặt gọi là đại diện. Được chưa? Tức là mình đảm bảo là mình có thể chọn được là ngẫu nhiên đối với cái đối tượng nghiên cứu. Thế nhưng mà ở đây em có một cái vấn đề là gì? Là liên quan đến cái việc là ba trường y. Thế thì ba trường y đấy thì nếu mà mình chọn thì mình làm sao để mình phân bổ 385 vào ba trường y, thì đấy là một cái vấn đề thì em sẽ phải cần phải cân nhắc nhé. Đấy, và một cái nữa mà em cũng cần phải cân nhắc đó là gì? Khi mà em nghiên cứu kiến thức
thái độ và hành vi. Thế thì cái biến kiến thức, biến thái độ, biến hành vi nó là biến gì mà em lại sử dụng là P bằng 0,5, tức là 50%. Thế nếu mà giả sử như biến kiến thức, biến biến gì, kiến thức, thái độ và hành vi thì em lại sử dụng biến liên tục chẳng hạn. Biến liên tục thì em phải sử dụng cái công thức khác chứ không dùng cái đấy được. Thế còn nếu mà giả sử như là em muốn sử dụng cái công thức ước tính tỷ lệ đấy thì em cần phải quy đổi kiến thức, thái độ, hành vi ra cái dạng gọi là tỷ lệ, thì lúc đấy mình mới có thể sử dụng được cái công thức mà ước tính một tỷ lệ quần thể chứ, đúng không? Rồi, ok chưa nhỉ Phương nhỉ? Đấy, thì đấy là một số các vấn đề mà em sẽ cần phải chú ý, đúng không? Với nguyên cái này thì không thể nói là đại diện được hay không, đúng không? Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.